Alo, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung của bài học Học Photoshop thực chiến và công việc. Cùng thực hành và làm quen một số thao tác, lệnh cơ bản trên ứng dụng Photoshop. Rồi, chúng ta bắt đầu bài học. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ tắt ảnh đi nhé. Chúng ta sẽ mở một cái file mới này. Sẽ mở một cái file mới này. Rồi, ở đây sẽ server nó sang file 24. Ok. Save as. Rồi, sau khi server xong người ta tắt file 23 đi. Và ta sẽ xóa hết tất cả những cái này đi nhé. Đây. Xóa hết đi. Yeah. Ok. Xóa đi nhé. Ok. Rồi, group 2 xóa đi. Ở đây ta sẽ chọn summon này. Và tại đây thì ta cũng sẽ xóa hết tất cả những cái này. Vẫn còn đúng không? Xóa hết đi. Rồi. Chúng ta sẽ mở một file mới này. Chúng ta sẽ mở file mới này. Đây. Hai mươi bốn này. Rồi. Cái này cũng tương đối có nhiều thứ. Rồi. Ở đây thì sẽ xóa cái này đi. Được. Rồi. Ok. Rồi và ta sẽ kéo nó xuống như này. Yeah. Ok. Và là khóa lại nè. Rồi. Đây cái mũ này. Đây cái chân gì nó. Ctrl C. Ctrl T. Cái gì là hết. Cái Ctrl T là gì chứ. Rồi. Đây sẽ cho phần dưới. Đây này. Ok. Rồi. Rồi, thu nhỏ lại nhé. Thu nhỏ. Rồi, Ctrl S. Rồi, tôi tắt lại thế. Nó là một đôi. Thì sẽ đây sẽ đúc như cây nó sang bên mới. Ok mọi người. Chúng ta sẽ xóa, sẽ lấy một cái. Ok. Z. Shock. À. Xem cái này là Ctrl C. Ok. Ctrl C. Và là Ctrl V. Rồi, T nó này. Để di chuyển. Đó. Đây rồi thì ở đây là muốn là như thế này C B cái này là to một chút cùng đôi và đó là sẽ bỏ cái tận này đi nha bỏ cái chó này. Rồi. Rồi, bây giờ ta làm ngược lại đây. Rồi, bây giờ ta giữ lại cái này. Ok, cái tắt này. Phần tắt này. Chúng ta sẽ Nó sẽ chuyển màu cho nó đi nhé. Cái nó khác thì đi. Ok. Rồi.
Rồi. Ok, chúng sẽ nó thành một cái màu hồng như vậy. Ok nha. Đặc biệt đây là lúc mình cài nó này. Cái cài. Nhiều. Đó. Là sẽ rất nhiều thứ như thế này. Ở đây ta sẽ có một chiếc tất này. Chiếc tất. Rồi. Đây là shop. Shop. Rồi. Đây một cái bông hoa như thế này. Rồi. Ok. Màu xanh này. Đây là cái gì hết? Như một bò. Rồi. Cái này là vẹt bò. Bò hai chứ. Rồi. Tiếp theo là cái shop. Shop này. Chúng ta vay rồi đây. Chúng ta sẽ đưa như thế này. Rồi. Ở đây nó sẽ đặt lên trên này nhé. Và Ctrl C, Ctrl V. Rồi, các bạn chọn chọn. Và sau để ở dưới. T này. Đây. Ok. Rồi. C, T. Ok. Rồi. C, V. Tôi sẽ để ở dưới này nhé. Rồi, tập T này. Nằm đọc. Không sao. Rồi, chúng ta sẽ dừng bài học ở đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.